Giá vàng hôm nay 12 tháng 8 cắm đầu lao dốc, dân ôm vàng lỗ nặng thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020, giá vàng hôm nay tiếp tục chuỗi ngày giảm sốc và được dự báo vẫn có thể giảm sâu hơn nữa, sự kiện giá vàng thời điểm 8 giờ sáng nay. Theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1920 đô la Mỹ một ounce, giảm tới 97 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua, như vậy chỉ sau một ngày, kim loại quý đã bay mất gần 5% giá trị, đây có thể coi là ngày giảm giá sốc nhất của vàng trong suốt 7 năm qua, vàng quay đầu giảm mạnh trong những phiên gần đây chủ yếu do hoạt động chốt lời của giới đầu tư, thêm vào đó. Hôm qua, thông tin Nga trở thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công vaccine chống COVID-19 đã khiến thị trường trở nên lạc quan hơn, dữ liệu kinh tế lạc quan. Kỳ vọng về gói hỗ trợ COVID-19 mới của Mỹ và chỉ số SP500 lên mức cao kỷ lục đã khiến giới đầu tư kém mặn mà với thị trường trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền trở lại vào các kênh rủi ro hơn như chứng khoán. Ngoài ra, đồng USD giữ vững đà tăng giá cũng khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Đợt giảm giá mạnh này của kim loại quý còn có thể dẫn tới một làn sóng bán tháo do hoạt động call, đóng lệnh giao dịch khi thua lỗ đến một mức nhất định, từ đó nhiều chuyên gia dự đoán, giá vàng còn có thể giảm sâu hơn nữa trong vài ngày tới, tuy nhiên. Về dài hạn, các nhà phân tích cho rằng tương lai của vàng vẫn rất lạc quan, căng thẳng Mỹ-Trung chưa hồi kết. Số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng, môi trường lãi suất thấp và nguy cơ lạm phát cao vẫn đang bùa vây nền kinh tế toàn cầu. Tất cả những vấn đề bất ổn này vẫn sẽ hỗ trợ vàng tăng giá, giá vàng giảm sốc tại thị trường trong nước. Giá vàng cũng được điều chỉnh giảm theo thị trường thế giới, cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 49,93 đến 52,19 triệu đồng một lượng. Giảm 3 triệu 650 nghìn đồng một lượng chiều mua vào là 3 triệu 310 nghìn đồng một lượng chiều bán ra so với hôm qua, vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 50,5 đến 52,9 triệu đồng một lượng. Giảm 3 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 2 triệu 750.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên gần nhất, phú quý SGC niêm yết giá vàng ở mức 50,5 đến 52,8 triệu đồng một lượng. Giảm 4 triệu 700.000 đồng một lượng chiều mua vào và 3 triệu 700.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên hôm qua, thương hiệu vàng rồng thăng long của bảo tín Minh Châu hiện đứng ở mức 51,93 đến 53,68 triệu đồng một lượng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.